Xin chào anh em nha. Hôm nay Thanh Tú cũng xin giới thiệu với anh em một cái chiếc đài đến từ thương hiệu Toshiba anh em ơi. Con đài này về tình trạng rất là đẹp luôn anh em, nhưng mà rất là tiếc con này á, thì cái phần radio á, AM nó hát nhưng mà nó cũng không im không, rồi FM á, thì nó sôi, nó không lên tiếng dính đài nào cho nghe anh em, nhưng mà cassette thì hát rất là tốt, với lay in thì hát tốt đó. Bây giờ Thanh Tú bán cái con đài này giống như là cho anh em decor ha, giá chỉ bằng một chiếc máy tự hành thôi đó. Rồi báo giá trước luôn, 1 triệu cho anh em, bán là lấy do không được vốn nữa đó, lỗ luôn á anh em. Rồi bây giờ test lay in nè, con này lay in mình cắm điện thoại mình hát rất là hay, nhưng mà mình phải mồi nghe anh em. Mồi có nghĩa là Thanh Tú mở nè, mình nhấn cái chấu ở dưới này nè, rồi mình bấm ở trong đây nó có một cái ngàm ha, rồi mình bấm là get you play nè. Rồi đó, như vậy gọi là mình mồi đó anh em. Rồi mình hát lên nè. Đó. Rồi. Đằng xưa lạnh cũng tim, con tim buồn trong đêm. Chuyện tình ta ngày qua. Tắt nè anh em, mở nè. Giờ đây có khi nào anh rất là đẹp luôn anh em, mới tinh luôn anh em, thấy nè, bóng lưỡng luôn ha, bóng thấy hình luôn á, mạ siêu qua sách cũng đẹp luôn đó. Rất là đẹp luôn anh em, con này ai không có rồi lay in thì hát hoàn hảo nha anh em. Nó con này thì anh em nào mà không có quan trọng vấn đề mà bị lỗi radio FM á, thì lấy về chơi con này rất là rẻ ha, mà độ mới nó rất là cao nữa, đẹp lắm anh em. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test bằng cassette nha. Bằng cassette hát cũng hay lắm anh em. Tiếng con này hay. Thôi đã đến giờ phải lo chu toàn hành động, phải bắt cho được hùng cấm luôn. Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được, đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy. Nhà ngươi cười cái gì? Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng kim đao và sắc máu. Yêu, người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích, tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi. Hả? Sao cô đâu biết là tôi không biết yêu? Một tên rách rưới lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa à? Chính những kẻ lang thang phiêu bạc như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn. Tôi yêu từ tiếng chim hót mừng nắng sớm, yêu tiếng chuông buồn khoan nhạc đón hoàng hôn, yêu những hạt sương mềm căng lụa đón trăng lên, yêu khói bếp nhà ai bay theo gió, yêu cánh đồng hoa nở thoảng đưa hương, yêu dòng trường giang bát ngát chơi cô lai đò cất cao giọng hát, yêu cánh biển rộng trời cao, cô nương, cô
đừng để gặp lại ta mà không toàn mạng. Nhớ, ta đi đây. Cô nương, cô nương. Đổi thì tôi đi nữa. Bạch kiếm Dương Hồ Vũ, hãy dừng lại. Sát nhân dùng cái kiếm, tôi với ông không thù không quán, tại sao cứ theo đuổi tôi hoài vậy? Vì giữa chúng giang hồ có ta, không thể có nhà ngươi. Một là ngươi hãy rời khỏi Liễu Châu thì mới mong sinh mạng được an toàn. Nếu tôi bằng lòng theo điều kiện đó thì ta sẽ tặng ngươi một số tiền to đủ mà cơm rượu ấm no. Còn nếu không thì sẽ ra sao? Không dâng lời thì chết chứ sao? Đây một túi vàng nặng với 200 lượng vàng, hãy cầm đi mau rời khỏi Liễu Châu. Vàng, vàng ơi, ta đang đói, cầm mi mà tay ta run rẩy. Nhưng sao mi hồi hám quá, ta ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu, trả mi lại cho người trao đó. Muốn nghe dừng lại. Không ai được quyền tự tung tự tác trong lãnh địa Phùng Gia Trang. Cô nương hãy về đi. Ông này lại chưa? Tôi bên việc ông mà sao ông đuổi tôi? Vì cô nương không thể đối đầu với hắn. Hắn là... lại không được. Phùng Cẩm Loan ái nữ của Phùng Trang chủ, không thể để cho ai muốn giết ai thì giết trong lãnh vực Phùng Gia Trang. Gã kia hãy xem đây. Ôi da, sát nhân vô quyết kiếm, không được động đến nàng. Sát nhân vô quyết kiếm. Tháo nào. À! Ông ơi, ông có sao không? Không sao. Cảm ơn cô nương đã hết lòng bên vực cho. Xin ân nhân cho quá lời làm tôi thêm thẹn. Một ngọn đồi con mà lại dũng về ngạo nghệ ngang tàn giữa đất trời. Bao sợ không thấy được thái sơn, kẻ thì ân thành kẻ hôn. Xin ân nhân vui lòng cho biết quy tâm tôn danh. Rồi, tiếng hát rất là hay luôn anh em ơi. Một lấy một con đài này về nó rất là đẹp luôn, nhưng mà tiếc cái là FM nó không hoạt động nha. Cô nàng khéo nướng bánh ly bông lan, xe đò lúc tình thênh thang, quen hơi nhớ tiếng hoa giang tìm dìa, hoa giang tìm. Bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn bánh bông lan cánh vàng nhụy cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Ủa mà sao cô hai nín thinh không nói một lời? Ông bà mình có bảo hãy ăn thì nói, sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải rồi đó anh ba, để có ăn thì có nói, nhưng mà hồi sáng tới giờ tôi bán chứ không có ăn. Nói vậy hồi nãy giờ tôi nít gần chục cái bánh bông lan rồi, chắc là phải ở đây nói hoài cho tới tôi. Anh ba nè, anh ở thì tôi không. Rồi anh em nghe tiếng rất là hay luôn ha anh em. Giờ thằng Tú xin test cái chức năng mà tôi tới tôi lùi vào tôi stop nha. Đó là tôi lùi đó anh em. Đó, tôi lùi chạy rất là mạnh luôn nha.
tôi tới nè. Play nè. Mùa hè rồi khi hết băng tôi sẽ tết luôn nha anh em. Đó, giờ Thanh Tú xin test radio cho anh em nè. Con này FM á, nó không hát, radio AM thì hát nha. Quý vị và các bạn, ở tối nay 12 tháng 9 trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U23 Singapore. Đó, này ở lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2024. Với hai chiến thắng trước U23 Guam và U23 Yemen, những chiến binh sao vàng có được trọn vẹn. Cộng đồng xã đó ăn từng gia đình, có nghĩa là người ta ăn Tết buộc đồng bào luôn. Cuối tháng 11 âm lịch là người ta ăn Tết rồi. Ăn Tết vào tháng 12 dương lịch là người ta ăn Tết và người ta mời nhau chúc phúc cho nhau vậy. Xong hết tháng sau đôi lăng nghỉ ngơi lại, người ta làm bạc đi phạt dậy lại để chuẩn bị cho năm sau. Ông Hồ Nha, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Ru Vân Kiều ở huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị khẳng định, người Vân Kiều quan niệm khi cùng Ru mới, đồng bào phải dâng lên thần linh những hạt lúa to đẹp. Rồi FM nè anh em, FM nó chỉ xè vậy thôi nha. Anh em nào mà có tay nghề á, lấy con này về có thể sửa FM được nha anh em. Nè, Thanh Tú chỉnh là không có đài nè, không dính đài nào hết, không biết nó bị làm sao. Đó, chỉnh thì vẫn chỉnh bình thường, vẫn xè luôn. Mà không có đài nào hết nha. Con này FM 90. Thì coi như là mình không tính FM đi anh em. Đó, Thanh Tú bán là với giá 1 triệu đồng. Đó, con này dễ chơi, rất là đẹp luôn. Mình về mình nghe cassette với lên dưới AM thôi. Đó. Đó, tình trạng con đài rất là đẹp. Rút dây quay cho anh em xem luôn nè. Đó, anh em thấy không? Rất là đẹp, mới tinh luôn. Rồi bên đây cũng vậy nè. Đó, anh em thấy không? Cửa băng cũng rất là đẹp luôn. Con này nó cái máy này là nó mạ chrome anh em ơi, mặt sóng đài rất là đẹp luôn. Cái viền mặt mà sóng đài nó vẫn có cái mạ sáng bóng luôn nè. Ở phía trên nè anh em. Đó, anh em thấy rõ không? Rồi bán cho anh em với giá lỗ luôn đó. Nghĩa là lỡ mua con đài quá đẹp luôn mà nó không có hát FM rồi thấy cảm thấy nó khuyết điểm quá, Thanh Tú bán rẻ luôn. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi với Thanh Tú test những con đài ngoài niệm xưa nha. Đó, anh em nào có muốn đề co hay là mình chỉ không quan trọng cái vấn đề FM, mình về mình mua con này về chơi ngon anh em. Tiếng lay in cũng hát rất là hay, mua gắt 3.5 cắm vào thì mình kết nối với điện thoại thôi. Đó, rồi cái phần mà băng cassette này hát rất là hay luôn, chuẩn luôn. Nó mà tua tới tua lùi ngon lành, hát hết băng auto stop luôn. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Thanh Tú nha. Liên hệ với Thanh Tú 0919073813 hoặc là kết nối Zalo anh em ơi. Zalo thì Thanh Tú cũng số điện thoại 0919073813 để Thanh Tú gửi hình ảnh chi tiết cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.